các bạn đang nghe truyện quỷ xá trên kênh tv audio cv chương 50, mươi thôn kỳ vũ chấp đầu vật lý cứu tôi cứu tôi tôi vẫn còn ở phía sau lã đình cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo ngày càng gần sau lưng hắn hoảng sợ đưa tay về phía trước kêu to trong tuyệt vọng nhưng mà những người phía trước chỉ lo chạy trốn ai còn quay đầu lại nhìn lã đình cuối cùng cũng hiểu rõ câu nói của ninh thu thủy trước đó hắn ta không muốn mạo hiểm vì đồng đội đến bây giờ đồng đội cũng không muốn mạo hiểm vì hắn ta hắn ta bị bỏ rơi lã đình nghiến chặt răng trong mắt tràn đầy oán hận những tên khốn kiếp đáng chết này lại bỏ rơi hắn ta một mình chạy trốn chính mình cũng đã cố gắng hết sức vì cả đội bọn họ còn dám làm vậy bọn họ dựa vào cái gì mẹ kiếp lúc quan trọng không có một ai đáng tin cậy hắn ta tức giận chửi thầm trong lòng nhưng không dám dừng lại dù chỉ một chút dù chân có bị thương vẫn cố gắng khập khiển chạy về phía trước nhưng chạy một lúc lã đình đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng giống như cơ thể ngày càng nhẹ cảm giác này đến rất đột ngột một khi xuất hiện nó không biến mất nữa lã đình vẫn cố gắng chạy về phía trước nhưng cơ thể hắn càng ngày càng nhẹ càng ngày càng nhẹ cuối cùng như một chiếc lông vũ không còn trọng lượng lã đình không cảm nhận được cơ thể mình nữa hắn ta hoảng sợ nhìn về phía trước trừng mắt như thể nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ, một thi thể không đầu mặc quần áo giống hệt hắn đang loạn choạng chạy về phía trước, thi thể đó chạy được một lúc thì ngã xuống đất, không còn động tĩnh, đói, bên tai hắn, vang lên tiếng bọc khí kinh khủng. Đây không phải là tiếng bọc khí do người bình thường phát ra, mà giống như một loại máy móc cũ kỹ lâu ngày không được sửa chữa, đột nhiên hoạt động trở lại, âm thanh kỳ quái phát ra khi nút xoay ma sát với gỉ sét. Một bàn tay bê bết máu đang nắm tóc lã đình, từ từ xoay mặt hắn lại. Lã Đình cuối cùng cũng nhìn thấy, kẻ đuổi theo mình phía sau có bộ dạng kinh khủng như thế nào, hắn ta há to miệng trong kinh hải tột độ, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhanh lên, trời sắp tối rồi, Ninh Thu Thủy thở hỗn hển mang theo thi thể bạch tiêu tiêu chạy lâu như vậy, ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi. Nhưng hắn không dám dừng lại. Mặt trời lặn đang dần dần hạ xuống ánh hoàng hôn cũng đang dần dần nghiêng về phía đường chân trời. Hắn phải nhanh chóng đến dinh thự của bà Cốt, trả lại thi thể của Bạch Tiêu Tiêu cho cái đầu của cô ấy, trâu quai nón, mau mở cửa. Ninh Thu Thủy hét lớn, Lưu Thừa Phong lập tức chạy vội về phía trước, đạp một phát vào cánh cửa lớn của bà Cốt, sau đó quay lại góc sân, bên ngoài căn phòng nhỏ không ai chú ý kia, đâm dây thép vào ổ khóa, cố gắng mở khóa. May mắn thay, kỹ năng của hắn thực sự thành thạo, ngay cả khi không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào âm thanh và cảm giác, hắn cũng nhanh chóng mở được ổ khóa. Ninh Thu Thủy đi vào góc, lập tức ôm ra chiếc lọ thủy tinh trong suốt chứa đầu của Bạch Tiêu Tiêu, nói với cô ấy, Bạch Tỷ, mang cơ thể về cho cô rồi đây, giờ phải làm sao, bên trong lọ thủy tinh trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tiêu Tiêu trông đặc biệt cứng đờ, ánh mắt cũng dần dần trống rỗng, so với ba ngày, lúc này cô ấy giống như một bức tượng không có sức sống hơn. Ninh Thu Thủy thấy trạng thái của cô không ổn, vội vàng vỗ mạnh vào lọ thủy tinh, lớn tiếng gọi tên cô ấy vài lần, bạch tiêu tiêu, bạch tiêu tiêu, nghe thấy không, có lẽ tiếng đập của ninh thu thủy có hiệu quả, bên trong lọ thủy tinh, đôi mắt cứng đờ của bạch tiêu tiêu cuối cùng cũng chậm rãi động đậy, cô nhìn chầm chầm ninh thu thủy bên ngoài, sau một lúc, mới nói bằng giọng cực kỳ yếu ớt các người, trở về ninh thu thủy quay đầu nhìn hoàng hôn sắp buông xuống, vừa thở hỗn hển vừa nói lớn với. Bạch tiêu tiêu, chúng tôi mang cơ thể của cô về rồi, bây giờ phải làm sao? Bạch Tiêu Tiêu trả lời, đập vỡ, thủy tinh đặt đầu tôi lên cơ thể rầm, ngay khi Bạch Tiêu Tiêu nói xong, Ninh Thu Thủy lập tức đập mạnh lọ thủy tinh xuống đất, chiếc lọ mỏng manh lập tức vỡ tan, một lượng lớn chất lỏng bắn tung tóe xuống đất, còn đầu của Bạch Tiêu Tiêu thì được Ninh Thu Thủy nâng trong tay, không chút chần chừ, anh vội vàng cùng Lưu Thừa Phong đặt đầu Bạch Tiêu Tiêu trở lại cơ thể cô ấy, ngay lập tức, vết cắt trên cổ đầu và vết cắt trên cơ thể tiếp xúc với nhau, liền dính lại với nhau, trên chiếc cổ mảnh khảnh của Bạch Tiêu Tiêu chỉ còn lại một vết đỏ mờ nhạt, như thể chỉ bị dây thừng siết nhẹ. Vào khoảnh khắc cuối cùng của hoàng hôn, cô nằm trong vòng tay Ninh Thu Thủy, cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt như nước đầu tiên khẽ rung động, như một giọt nước rơi vào hồ, khuấy động mặt nước vốn tĩnh lặng, sau đó ánh sáng và thần thái dần xuất hiện trong đó. Theo tiếng trên nhẹ của Bạch Tiêu Tiêu, hai người cuối cùng cũng yên tâm, biết cô ấy đã sống. Mẹ kiếp, làm tôi sợ muốn chết, Bạch Tỷ Chúng tôi còn tưởng cô không sống được, Lưu Thừa Phong nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu cuối cùng cũng tỉnh lại, đột nhiên lau mồ hôi lạnh trên trán, thở hổn hển từng ngụm. Bạch Tiêu Tiêu nói lời cảm ơn với hai người, nhẹ nhàng chống tay đứng dậy từ vòng tay Ninh Thu Thủy. Cô nhìn về phía hoàng hôn đã lặng, cười khổ nói, huyết môn này quả thực rất nguy hiểm, tôi cứ tưởng mình đã rất cẩn thận, nhưng vẫn suýt nửa lật xe, nói xong, ánh mắt cô nhìn về phía hai người, có một vòng cảm kích không nói nên lời. Loại người sẵn sàng liều mạng cứu người khác như vậy, trong quỷ xá thật sự rất hiếm. Tất nhiên, ngoài lòng biết ơn, cô còn có chút xấu hổ không thể giải thích được với Ninh Thu Thủy. Cô biết, trong miếu thần trên núi, Ninh Thu Thủy đã kéo quần cô, nhìn mông cô. Tất nhiên, những người thường xuyên trải qua sinh tử, mức độ quan tâm đến những chuyện này không cao như người bình thường, vì vậy cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thường ngày. Những người khác đâu? Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Chết gần hết rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại chắc còn, 5 người. Vừa nhắc đến số người còn sống hiện tại, sắc mặt Lưu Thừa Phong trở nên ảm đạm. Lúc họ vào là 14 người, mới có 5 ngày ngắn ngủi trôi qua, đã chỉ còn lại chưa đến một nửa, bây giờ chỉ còn lại 2 ngày cuối cùng, nếu trong 2 ngày cuối cùng, họ vẫn không thể giúp người tăng nhân tìm lại đầu lâu, vậy họ sẽ phải đối mặt với nghiễm tu biến thành lệ quỷ và tất cả oán linh đã chết trong vòng trăm năm qua này anh nghĩ quản tú sẽ đến đây không lưu thừa phong lo lắng nhìn ra cánh cửa phía sau nỗi lo của anh ta không phải không có lý nhà họ nghiễm vốn đã hận thù dòng họ nguyễn giờ nghiễm tu đã thoát khỏi miếu thần việc đầu tiên hắn ta làm rất có thể là đi tìm bà cốt trả thù tôi nghĩ chúng ta cần lo lắng không chỉ là nghiễm tu lời nhắc nhở của lưu thừa phong khiến ninh thu thủy trầm ngâm ánh mắt anh liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó thu thủy sao thế bạch tiêu tiêu cũng nhận ra có điều bất thường ninh thu thủy chậm rãi lên tiếng nói ra một sự thật khiến hai người kia lạnh sống lưng lúc đó theo lời chỉ dẫn của cô chúng tôi đã tìm thấy cuốn sách trong phòng ngủ của bà cốt khi chúng tôi chuẩn bị rời đi thì bà ta bất ngờ trở về sau đó chúng tôi đã bị bà ta đuổi theo lúc chúng tôi chạy trốn cổng nhà bà cốt vẫn đang mở bà ta muốn giành lại cuốn sách từ tay chúng tôi thì làm sao có thời gian quay lại đóng cửa rồi mới đuổi theo chứ mà dân làng thường sẽ không đến đây vậy thì trong khoảng thời gian chúng tôi rời khỏi nhà bà cốt ai đã vào đây lời nói của ninh thu thủy khiến hai người kia sởn gai ốc họ cảnh giác quan sát xung quanh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể có thứ gì đó xuất hiện từ những góc tối dù sao thì cũng phải rời khỏi đây trước đã ba người lập tức rời khỏi nhà bà cốt trên đường đi sau khi nghe kể lại diễn biến cái chết của bà cốt bạch tiêu tiêu nói với hai người cho tôi xem đôi mắt của con quỷ gia người kia ninh thu thủy và lưu thừa phong không ngần ngại đưa hai viên mắt thủy tinh cho cô trải qua những chuyện vừa rồi họ đã hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau bạch tiêu tiêu cầm đôi mắt quan sát một lúc rồi bỗng lên tiếng hình như không phải quỷ khí quỷ khí thường là một khối không thể tách rời thành từng bộ phận lưu thừa phong thắc mắc không phải quỷ khí vậy chẳng phải là nó vô dụng sao bạch tiêu tiêu lắc đầu nghiêm túc nói không đến mức đó tuy không phải quỷ khí nên không thể mang ra khỏi huyết môn nhưng hai viên mắt thủy tinh này chắc chắn có tác dụng rất quan trọng nếu không con quỷ kia sẽ không giao cho các anh trước khi đi hơn nữa nếu là vật phẩm đặc biệt mà con quỷ ấy trao cho các anh chỉ có các anh mới có thể sử dụng người khác cầm cũng vô ích cô trả lại đôi mắt cho hai người ninh thu thủy cầm nó trong tay quan sát trầm ngâm suy nghĩ rất nhanh họ đã trở về nhà khách tức là ngôi miếu yên vũ trước đây chúng ta lại phải trở về nơi quỷ quái này sao không phải nói ở đây không sạch sẽ sao hay là chúng ta đến quán ăn trú qua đêm đi đây là lần đầu tiên họ đứng từ xa quan sát nơi ở của mình vào ban đêm cảm giác thật kỳ lạ cả ba đều cảm thấy nhà khách âm u đáng sợ những ô cửa sổ đen ngòm kia, trông như những cái miệng há hốc định nuốt chửng họ. Nhóm gã đeo kính cũng không trở lại, phòng của nhóm gã đeo kính cách phòng họ không xa. Ninh Thu Thủy nhìn qua cửa sổ, thấy bên trong không bật đèn, rèm cửa cũng không động đậy. Hắn đoán, hoặc là nhóm ba người gã đeo kính đã bị Nghiễm Tu giết hết, hoặc là họ đã phát hiện ra điều gì đó và rời khỏi đây. Hay là đừng về nữa, bên trong cũng không an toàn ninh thu thủy lấy viên huyết ngọc ra, càng đến gần nhà khách, miếu yên vũ, ánh sáng đỏ tỏa ra từ viên huyết ngọc càng rực rỡ, rõ ràng bên trong nhà khách có thứ gì đó không sạch sẽ. đi thôi, đến quán ăn. nếu không có gì bất ngờ thì những người khác cũng ở đó. lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, trong làng lãng vãng những thứ kỳ quái tiếp tục ở ngoài quá nguy hiểm. ba người quyết định đến quán ăn, tức là nhà khách cũ để trú qua đêm. khi đến quán ăn từ xa họ đã nhìn thấy ánh đèn sáng bên trong vòng ánh sáng ấy khiến không gian quán ăn vắng lặng trở nên ấm áp hơn bước vào quán ăn họ tiến vào căn phòng đang bật đèn thì thấy gã đeo kính và cô gái nhút nhát tông phương đang ngồi im lặng nhìn nhau bạch tiêu tiêu gặp lại bạch tiêu tiêu bình an vô sự gã đeo kính vô cùng vui mừng trong hoàn cảnh hiểm nghèo này thêm một người vẫn tốt hơn thiếu một người hơn nữa bạch tiêu tiêu là người thông minh bản lĩnh luôn bình tĩnh trong mọi tình huống là một thành viên đắc lực trong nhóm, trước tiên hãy kể chuyện bên các anh đi đã. Trước câu hỏi của Bạch Tiêu Tiêu, cả đeo kính gật đầu, sắc mặt hơi tái nhợt, anh ta, đã chết con quỷ ghê tẩm kia đuổi theo chúng tôi từ trên núi xuống, chúng tôi ai cũng chạy thoát thân, không ai quan tâm đến anh ta. Sau đó chúng tôi trở về nhà khách, đợi mãi không thấy anh ta đâu, chỉ thấy một con quỷ nhỏ bị cháy đen thui, chỉ còn nửa người nhắc đến chuyện xảy ra ở nhà khách, miếu yên vũ, cả đeo kính và tông phương đều run rẩy rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau trải nghiệm kinh hoàng kia. May mà con quỷ kia không có ý định giết họ, mục tiêu chính của nó là lãng vãng trong nhà khách, tìm kiếm thứ gì đó, nếu không bây giờ họ đã chết rồi, tình hình hiện tại rất rõ ràng, sau khi bà cốt chết, những con quỷ bị trấn áp trong thôn kỳ vũ đã được giải thoát, chúng không thể kiềm chế được nữa, muốn tàn sát cả ngôi làng, nghe vậy, Tông Phương hòa khóc nức nở, tay che chặt miệng để không phát ra tiếng động. Tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả mọi người. Vậy là chúng ta chết chắc rồi sao? Lưu Thừa Phong ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt thất thần. Chết chắc thì không đến nỗi, Bạch Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực, những lời tiếp theo của cô mang đến tia hy vọng cho mọi người. Nhiệm vụ trong huyết môn này có thời hạn là 7 ngày, điều này chứng tỏ, trong vòng 7 ngày, những con quỷ trong thế giới này vẫn bị luật chơi của huyết môn kiềm chế, chúng không thể tùy tiện giết chúng ta. Nếu không với sức mạnh và oan khí của nghiễm tu chúng ta đã không thể sống đến giờ vấn đề bây giờ là làm sao để nhanh chóng tìm được đầu lâu của nhà sư từ bi nhân kia rồi trả lại cho ông ta chỉ khi từ bi nhân tìm lại được đầu lâu ngôi làng mới có thể yên bình trở lại ô ô ô ngươi nói nhẹ nhàng quá trong làng lớn như thế chúng ta làm sao tìm lại được cơ chứ ai biết đầu của hắn bị vứt đi đâu rồi năm người chúng ta làm sao có thể tìm được cái đầu lâu đó trong hai ngày không tìm thấy chúng ta chết chắc ô ô ô tông phương cô gái nhỏ vốn đã nhút nhát của tông môn bắt đầu suy sụp dưới sự sợ hãi và tuyệt vọng tột độ mọi người im lặng không ai trách cứ cô thực ra cô gái này để lại ấn tượng không tệ cho họ dù nhát gan và hay khóc nhưng cô không hề sợ hãi khi đi tìm manh mối ở cảnh điểm hay trên núi dù sợ hãi đến mức nào cũng cố gắng bám theo người đeo kính hơn nữa, tình huống hiện tại không thể trách Tông Phương được. Tông Phương nói đúng, nếu cứ mò mẫm tìm kiếm, không thể nào tìm được cái đầu lâu đó trong hai ngày. Ninh Thu Thủy, người im lặng nãy giờ, lên tiếng. Chắc chắn có manh mối rõ ràng về cái đầu lâu đó, chúng ta đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng, mọi người nghĩ kỹ lại đi, căn phòng chìm vào im lặng, dù không hy vọng nhiều, nhưng mọi người vẫn cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã trải qua kể từ khi bước vào huyết môn có gì bị bỏ sót không, hình như không. Không những không có gì bị bỏ sót, họ còn cảm thấy như mình chẳng làm được gì trong năm ngày qua. Không khí chán nản bao trùm lên sự im lặng của mọi người. Cuối cùng, Ninh Thu Thủy lại lấy ra con mắt mà nữ quỷ gia người đã đưa cho hắn. Nữ quỷ không nói cho hắn cách sử dụng, khuyết môn cũng không đưa ra bất kỳ gợi ý nào. Nhưng lúc này, Ninh Thu Thủy dường như đã hiểu ra điều gì đó, đặt con mắt lên bàn mọi người không hiểu hắn định làm gì nhưng vẫn nhìn theo sau một thoáng im lặng con mắt của nữ quỷ trên bàn bỗng nhiên chuyển động mọi người lập tức tỉnh táo lại nhanh trâu quai nón đưa cho tôi con mắt còn lại ninh thu thủy nói với lưu thừa phong anh ta gật đầu vội vàng lấy con mắt còn lại đưa cho ninh thu thủy ninh thu thủy đặt hai con mắt lại với nhau sau một hồi chuyển động họ phát hiện cả hai con mắt cùng nhìn về một hướng hướng đó lại là bên trong thôn kỳ vũ cái này có phải đang nói cho chúng ta biết cái đầu lâu đang ở trong thôn kỳ vũ không tông phương nhỏ giọng hỏi ninh thu thủy lắc đầu không rõ lắm nhưng có khả năng đó dù sao chúng ta không nhìn thấy thứ mà quỷ có thể thấy có lẽ đây là phần thưởng mà cô ấy để lại cho chúng ta sau khi chúng ta giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện trả thù dù sao đi nữa sáng mai chúng ta phải đến thôn kỳ vũ một chuyến mọi người gật đầu nhẹ có một mục tiêu dù sao cũng tốt hơn là mò mẫm như ruồi không đầu thôn kỳ vũ không nhỏ nếu đào bới kỹ lưỡng đừng nói là hai ngày còn lại cho dù thêm hai tháng họ cũng không làm nổi mọi người sắp xếp canh gác ninh thu thủy là người trực đầu tiên khi những người khác ngủ thiếp đi ninh thu thủy buồn chán lấy ra cuốn sách cổ mà hắn tìm thấy trong dinh thự của bà cốt hắn lật xem một lúc lâu rồi tìm thấy một số chi tiết trong đó thuộc di hoa tiếp một ngay lần đầu tiên nhìn thấy những chữ này, Ninh Thu Thủy đã cảm thấy nghi ngờ, hắn cẩn thận lật xem cuốn sách cổ, càng xem càng thấy kinh hãi. hóa ra, cơ thể mà bà Cốt đang sử dụng căn bản không phải là của mình, bà ta đã dùng phương pháp tả ác này để ghép đầu của mình vào cơ thể người khác, rồi ném cái xác không đầu có khí tức đậm đặc của mình lên núi cho Nghiễm Tu trút giận, khiến Nghiễm Tu lầm tưởng đã giết chết mình, từ đó làm dịu đi oán khí. Mặc dù quỷ là sản phẩm sinh ra sau khi con người chết đi, nhưng chúng không đơn giản chỉ là linh hồn của con người hầu hết chúng đều có trí tuệ kém xa con người, ít nhất, nghiễm tu đã bị bà cốt lừa bằng cách này hơn 20 năm. Tất nhiên, giấy không thể gói được lửa. Dù nghiễm tu có ngu ngốc đến đâu, sau hơn 20 năm bị lừa dối, cũng nên nhận ra mánh khóe. Hơn nữa, trong quá trình liên tục sử dụng thuật di hoa tiếp một tà ác này, bà cốt kinh hoàng phát hiện ra rằng đầu của mình đang dần dần thối rữa. Mỗi khi bà ta thay một cơ thể mới, đầu của bà ta lại càng mục nát và đần độn hơn, Bà cốt cho rằng đó là do đầu và cơ thể không tương thích. Vì vậy, từ đó trở đi, bà ta điên cuồng tìm kiếm những cơ thể phù hợp hơn, và số lượng bình chứa đầu người trong dinh thự ngày càng tăng, hàng chi dân làng sợ bà ta như vậy, một giọng nữ êm dịu bất ngờ vang lên sau lưng Ninh Thu Thủy. Hắn quay lại nhìn, hóa ra là Bạch Tiêu Tiêu, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, nhìn hắn từ rất lâu. "Bạch tỷ không ngủ à?" Bạch Tiêu Tiêu ngồi xuống bên cạnh Ninh Thu Thủy lấy điện thoại di động ra bật sáng màn hình, đặt trước mặt Ninh Thu Thủy. Đã 2 giờ sáng rồi, đến lượt tôi canh gác, cậu đi ngủ đi. Ninh Thu Thủy nhìn vào màn hình điện thoại của Bạch Tiêu Tiêu, trên đó có hình một phụ nữ trẻ rất xinh đẹp. Người phụ nữ này thậm chí còn có vẻ đẹp hơn cả Bạch Tiêu Tiêu, là kiểu mỹ nhân cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, khí chất của cô ấy hoàn toàn khác với Bạch Tiêu Tiêu, thiếu đi vẻ quyến rũ trưởng thành của Bạch Tiêu Tiêu mà lại có thêm nét trẻ trung tinh nghịch. Đây là Sơn Chi, Ninh Thu Thủy buộc miệng hỏi. Bạch Tiêu Tiêu có vẻ ngạc nhiên khi Ninh Thu Thủy hỏi câu này, cũng không ngờ Ninh Thu Thủy biết Sơn Chi, nhất thời có chút sững sờ. Một lúc sau, cô khẽ từ một tiếng. "Phải. Cô có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của cô ấy không, tôi không buồn ngủ lắm." Nhắc đến người quen cũ này, ánh mắt Bạch Tiêu Tiêu hiện lên một nỗi đau không thể che giấu cô biết Sơn Chi là một cô gái rất tình cảm, nhưng không ngờ rằng một cô gái hoạt bát và vui vẻ như Sơn Chi lại đi tự tử. Trước đây cô ấy rất nhút nhát, giống Tông Phương, nhưng cô ấy luôn chủ động trong mọi việc, kể cả việc tìm kiếm manh mối sinh lộ. Khi đó tôi và cô ấy cùng vào huyết môn, cơ bản đều là Sơn Chi kéo tôi đi tìm manh mối sinh lộ, dù đôi khi bị dọa khóc, cô ấy vẫn kiên trì bước tiếp, mọi người đều rất thích sự hài hước và hoạt bát của cô ấy. Lúc đó, quỷ xá còn rất đông người, có 15 người, tôi rất sợ người lạ, cũng rất sợ họ, chính Sơn Chi đã giúp tôi nhanh chóng hòa nhập vào tập thể này. Vì vậy, tôi luôn biết ơn cô ấy, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn tốt, cô ấy rất thích nghi, là người rất phù hợp với thế giới sương mù, lúc đó tôi bị chứng sợ ma nghiêm trọng. Gần như cứ cách ba ngày Sơn Chi lại kéo tôi vào huyết môn độ khó thấp để hoàn thành nhiệm vụ, giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy nói với tôi rằng đây là cách nhanh nhất để nâng cao khả năng của mình nhờ sự giúp đỡ không ngừng của sơn chi tôi mới dần dần thích nghi với thế giới kỳ lạ này đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi chúng tôi cùng nhau ăn uống xem tivi trò chuyện cùng nhau vượt ải trong thế giới phía sau huyết môn bạch tiêu tiêu kể chuyện bằng giọng nói nhẹ nhàng êm dịu như dòng nước chảy hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức khuôn mặt xinh đẹp của cô nở một nụ cười dịu dàng ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt cô nên thu thủy có thể thấy trong mắt bạch tiêu tiêu dâng trào nổi niềm hoài niệm rõ ràng cô rất trân trọng khoảng thời gian đã qua đó ban đầu chúng tôi cứ nghĩ những ngày tháng tư đẹp ấy sẽ cứ thế tiếp diễn nhưng rồi một sự việc bất ngờ đã xảy ra với quỷ xá nhắc đến chuyện xảy ra năm đó ở quỷ xá nét mặt bạch tiêu tiêu bắt đầu thay đổi đó là một vẻ sợ hãi nhìn thấy biểu hiện này của bạch tiêu tiêu ninh thu thủy không khỏi tò mò về những gì đã xảy ra trong quỷ xá năm đó trong nhận thức của hắn bạch tiêu tiêu là một người phụ nữ rất bình tĩnh và điềm đạm cô đã từng trải qua rất nhiều nguy hiểm sinh tử bất kể kinh nghiệm thế nào chỉ riêng về mặt tâm lý cô đã vượt xa người thường vậy mà ngay cả một người bình tĩnh như bạch tiêu tiêu lúc này cũng tỏ ra sợ hãi nhưng ngược lại bạch tiêu tiêu dường như không muốn nói rõ mọi chuyện chỉ lấp lửng nói sau chuyện đó hơn một nửa số người trong quỷ xá đã chết hầu hết các bậc lão thành đều đã ra đi chúng tôi buộc phải thay thế vị trí của họ đồng thời kế thừa ý chí của họ thỉnh thoảng phải tham gia vào những huyết môn nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ mặc dù bạch tiêu tiêu không nói rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra nhưng ninh thu thủy có thể đoán được nó có liên quan đến mảnh ghép hình trong quỷ xá họ vì mảnh ghép hình đó bạch tiêu tiêu im lặng hồi lâu cuối cùng mới gật đầu cô thở dài nếu không cố gắng theo đuổi mảnh ghép hình đó thì sao?" Ninh Thu Thủy hỏi một câu mà hắn khá quan tâm. Bạch Tiêu Tiêu nhìn Ninh Thu Thủy, khóe môi lộ ra một nụ cười cay đắng. "Tôi biết cậu muốn hỏi gì, dù sao mọi người chỉ cần liên tục tham gia các nhiệm vụ huyết môn độ khó thấp là có thể đảm bảo tỷ lệ sống sót rất cao, đặc biệt là sau khi có quỷ khí, dường như rất khó có thể thất bại, cậu chắc chắn nghĩ vậy đúng không?" Ninh Thu Thủy gật đầu nhẹ. "Đúng là như vậy." Bạch tiêu tiêu thở dài. Trong thế giới sương mù, mỗi người được chọn phải trải qua chín huyết môn, ba cánh cửa đầu tiên cách nhau một tuần, cánh thứ tư đến thứ sáu cách nhau sáu tháng, cánh thứ bảy đến thứ chín là một năm, và trong đó, mỗi cánh huyết môn đều có độ khó cao hơn cánh trước. Tất nhiên, trừ những trường hợp đặc biệt như cậu, theo thống kê, tỷ lệ tử vong ở cánh cửa thứ bảy đã lên tới 95,796%, Cánh thứ 8 và thứ 9 thì càng không cần phải nói, gần như chắc chắn chết, vì vậy, để có thể rời khỏi nơi này. Trước khi cánh huyết môn thứ bảy đến, thoát khỏi lời nguyền, mỗi thành viên quỷ xá đều sẽ cố gắng hết sức để thu thập các mảnh ghép hình và mảnh ghép hình liều mạng chỉ xuất hiện sau cánh huyết môn khó khăn thứ tư. Chỉ có quỷ xá có được mảnh ghép hình hoàn chỉnh mới có thể có được tư cách đến điểm cuối cùng của thế giới sương mù. Ninh Thu Thủy nhíu mày. Điểm cuối cùng của thế giới sương mù, nơi đó có gì? Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu, đôi mắt trong veo của cô cũng hiện lên vẻ mơ hồ không biết những người đã vào điểm cuối cùng của thế giới sương mù đều không trở ra nếu vậy tại sao các người có thể chắc chắn rằng sau khi vào điểm cuối cùng của thế giới sương mù sẽ có thể phá vỡ lời nguyền của huyết môn đối mặt với câu hỏi sắc bén của ninh thu thủy bạch tiêu tiêu im lặng rất lâu thực ra đôi khi không nhất thiết phải chắc chắn rằng sự thật là như vậy con người là một sinh vật rất yếu đuối dù sao cũng phải tìm một lý do để sống, phải không? Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu nhìn nhau một lúc, rồi gật đầu nhẹ. Đúng là như vậy. Đúng là như vậy. Đối mặt với tỷ lệ tử vong gần như 100% ở cánh huyết môn thứ bảy, không bằng cố gắng thu thập các mảnh ghép hình, đến điểm cuối cùng của thế giới sương mù để xem có gì, cho dù chết, ít nhất có thể thỏa mãn chút tò mò của mình trước khi chết. Mảnh ghép hình đối với những người bị nguyền rủa trong quỷ xá, giống như một sự an ủi về mặt tâm lý một hy vọng sống sót đối với những người sống trong tuyệt vọng không có gì quý giá hơn hy vọng về việc bạch tiêu tiêu và những người khác trong quỷ xá tranh chấp với các quỷ xá khác ninh thu thủy không hỏi thêm thứ nhất hiện tại hắn không thể giúp được gì thứ hai ninh thu thủy không thích dính vào rắc rối không cần thiết còn nếu bạch tiêu tiêu cần sự giúp đỡ của hắn thì đó lại là chuyện khác được rồi đã gần ba giờ rồi trò chuyện lâu như vậy cậu đi ngủ đi ngày mai còn có một trận ác chiến ninh thu thủy gật đầu nhẹ hắn đại khái hiểu được những gì mình sẽ phải đối mặt tiếp theo hắn đứng dậy đi vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi bạch tiêu tiêu phía sau chống cằm nghiêng đầu nhìn bóng lưng ninh thu thủy ánh mắt có chút thất thần không biết đang nghĩ gì cuối cùng bình minh ngày thứ sáu đã đến tinh thần của mọi người không được tốt lắm vì đêm qua phải thức canh đồng thời vì nghiễm tu con bóp lớn của huyết môn này đã xuống núi từ đỉnh núi phía sau mọi người đều có chút lo lắng không dám ngủ quá say khi bình minh ló dạng mọi người sớm đến nhà ăn lớn để chờ đợi muốn ăn sáng no nê rồi mới đi vào làng tìm kiếm đầu lâu của nhà sư từ bi nhưng hôm nay có điều gì đó kỳ lạ những người phụ trách nhà ăn lớn thường đến rất sớm hôm nay lại bất ngờ nghỉ làm mọi người chờ từ hơn 5 giờ sáng đến 9 giờ, nhưng không có nhân viên nào đến nhà ăn. Tình huống kỳ lạ bất ngờ này khiến mọi người cảm thấy bất an, như có một bóng ma bao trùm. Hôm nay là thế nào, sao đến người nấu ăn cũng không đến, sau khi bà cốt chết, họ thậm chí còn không thèm diễn nữa à. Lưu Thừa Phong đã mất ngủ cả đêm và đang đói bụng, cáo kỉnh nói. Anh ta đi đến cửa chính của nhà ăn, nhìn quanh con đường phía xa, xác nhận không có ai đến, dường như đã mất hết kiên nhẫn, anh ta tự mình chạy vào bếp một lúc sau lưu thừa phong bưng ra một mớ hỗn độn này trong bếp chỉ còn những thứ này ăn tạm đi lưu thừa phong nói xong ở một cái vị chua chát nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người lưu thừa phong ho khan vài tiếng mặt đỏ lên tôi chỉ chỉ ăn một quả trứng muối thứ đó tôi lục tung cả buổi mới tìm được mọi người không trách anh ta dù sao nếu không có lưu thừa phong họ cũng không có bữa sáng này để ăn sau khi ăn tạm, mọi người thu dọn đồ đạc rồi đi vào làng. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, vốn đã có chút âm u, khi mọi người vào rừng, trên đầu bỗng vang lên tiếng sấm, rồi bắt đầu mưa nhỏ. Tí tách mưa rơi trên lá rừng, tạo ra những âm thanh lột đột dày đặc khiến mọi người cảm thấy bất an. Họ đẩy những bụi cây rậm rạp, cuối cùng khi đến cổng làng, họ bị cảnh tượng đáng sợ bên trong làm cho chết lặng, đứng ở cổng làng, mọi người phát hiện cả làng đang bị một cơn mưa lớn bao phủ những hạt mưa như trút nước đổ xuống từ trên trời dường như muốn nhấn chìm cả làng điều đáng sợ hơn là cả màu đỏ tươi lẫn mùi hương tỏa ra đều cho thấy cơn mưa trong làng là máu mẹ kiếp lưu thừa phong cuối cùng không nhịn được chửi thề bằng tiếng địa phương mọi người tuy không hiểu nhưng cũng biết anh ta đang chửi rủa tôi tôi không muốn vào lúc này tông phương người vốn đã căng thẳng nhìn thấy ngôi làng bị bao phủ bởi mưa máu lập tức run rẩy cô kẹp chặt hai chân cố gắng không để mình tè ra quần nhìn thấy cảnh này sắc mặt mọi người đều trở nên cực kỳ tái nhợt máu của người lương thiện chảy khô biến thành mưa hạn lúc này mọi người đều nhớ đến lời nhắc nhở trên huyết môn trước khi họ bước vào nghiễm tu có phải đang ở trong làng không nhắc đến cái tên này không chỉ người đeo kính và tông phương mà ngay cả lưu thừa phong cũng không khỏi rùng mình rõ ràng những gì xảy ra ngày hôm qua đã để lại một bóng ma tâm lý nặng nề cho họ, này anh bạn, anh phải hiểu chứ, nếu thứ đó ở trong đó, chúng ta vào chẳng khác nào cừu vào miệng hổ, Ninh Thu Thủy không trả lời ngay, trước mặt ngôi làng, gần như mọi ngóc ngách đều nhúng màu đỏ tươi đáng sợ, rõ ràng, Nghiễm Tu đã đến làng. Nhưng nếu Nghiễm Tu đã đến, tại sao trong làng vẫn còn mưa máu, nếu Nghiễm Tu không đi, họ vào chẳng phải là tự tìm đường chết, trong một khoảnh khắc, quá nhiều suy nghĩ chồng chéo trong đầu hắn ninh thu thủy hít một hơi thật sâu ép mình bình tĩnh lại hắn lại lấy ra đôi mắt mà nữ quỷ gia người đã tặng đặt trên lòng bàn tay lộc cộc lộc cộc đôi mắt không ngừng lắc lư trên lòng bàn tay ninh thu thủy cuối cùng nhìn về một hướng trong làng nhìn thấy cảnh này không ai lên tiếng vào cùng nhau có lẽ quá mạo hiểm ninh thu thủy suy nghĩ một chút rồi nói thế này đi tôi vào trước xem sao nếu hai tiếng sau tôi chưa ra các người hãy nghĩ cách khác, nghe Ninh Thu Thủy nói vậy, ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút thay đổi. Đặc biệt là Tông Phương. Ánh mắt đó gần như đã biến thành ánh mắt của một fan hâm mộ cuồng nhiệt. "Anh Ninh, anh thật tuyệt vời, anh dám một mình vào ngôi làng này, không sợ chết sao?" Lúc này, trong lòng Tông Phương không chỉ có sự ngưỡng mộ, mà còn có một chút ghen tị. Nếu cô có đủ can đảm như vậy, cô sẽ không còn phải sống trong sợ hãi như bây giờ chưa có một ngày ngon giấc kể từ khi bước vào cánh cửa này trong mắt bạch tiêu tiêu cũng hiện lên một tia kinh ngạc cô đã biết về tố chất tâm lý của ninh thu thủy nhưng đến lúc này cô mới nhận ra mình đã đánh giá thấp người mới này cô thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu ninh thu thủy có phải là người bình thường hay không nghĩ đến lần đầu tiên bước vào huyết môn năm đó bị dọa đến tè ra giường bạch tiêu tiêu không khỏi cảm thán trong lòng người so với người thật đáng ghét cô đã trải qua nhiều lần sinh tử mới cuối cùng vượt qua được chứng sợ ma nhưng ninh thu thủy anh chàng này đơn giản là sinh ra đã có gan lớn hơn người một mình vào vẫn quá nguy hiểm tôi đi cùng cậu lưu thừa phong vẫn như cũ thứ nhất là anh ta tin tưởng vào khả năng và vận may của ninh thu thủy thứ hai là anh ta thực sự không yên tâm khi ninh thu thủy đi một mình tôi cũng đi cùng các anh bạch tiêu tiêu suy nghĩ một lúc rồi nói cho đến bây giờ chúng ta không có manh mối nào khác để chắc chắn rằng đôi mắt mà nữ quỷ gia người đưa cho thu thủy là rất quan trọng nơi cô ấy nhìn nhất định phải chứa thứ gì đó quan trọng dù không phải là đầu lâu của nhà sư từ bi cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự sống còn của chúng ta ngôi làng này hiện đang ở bờ vực mất kiểm soát càng chờ đợi thì càng nguy hiểm thay vì đứng đây chờ chết chi bằng đánh cược một lần thêm một người tìm kiếm chắc chắn sẽ nhanh hơn một người sau khi bạch tiêu tiêu nói vậy người đeo kính và tông phương do dự một lúc cũng quyết định đi theo họ vào ngôi làng mưa máu quẹ mùi máu tươi nồng nặc đến mức khiến hai người trong nhóm vừa bước vào làng đã suýt nôn mửa họ mất một lúc lâu mới quen với mùi này ninh thu thủy vẫn giữ đôi mắt trên lòng bàn tay điều thú vị là mặc dù cả nhóm không có ô nhưng nhờ đôi mắt của nữ quỷ gia người xung quanh họ hình thành một vùng chân không cách ly với mưa máu mặc dù khu vực này không lớn nhưng đủ để che phủ cả nhóm tình hình tốt hơn dự kiến nhiều Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Mặc dù cô có thể chấp nhận việc mình bị mưa máu xối ướt, nhưng không có nghĩa là cô thích điều đó. Trong hầu hết các trường hợp, con gái vẫn thích sạch sẽ hơn con trai. Nhóm người đi sâu vào làng, cẩn thận quan sát xung quanh. Trời bên ngoài không tối lắm, nhưng ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào làng, những người bước vào làng cảm thấy mọi thứ trước mắt đều tối tăm và u ám. Khi họ đi sâu vào làng, Lưu Thừa Phong dường như nhìn thấy thứ gì đó, chỉ tay về phía xa nói với giọng sợ hãi nhìn kìa mọi người nhìn theo hướng anh ta chỉ nín thở họ chưa bao giờ thấy một cảnh tượng kỳ lạ và đáng sợ như vậy trong màn mưa máu hai bên đường làng trước cửa mỗi nhà đều treo vài xác chết vỡ vụn những xác chết này đều bị xé toạc như thể bị các loại dụng cụ đập vỡ cơ bắp đỏ tươi lòi ra nội tạng treo trên bụng xương trắng có thể nhìn thấy mờ mờ điều kinh khủng nhất là những xác chết treo trên mái hiên này trên khuôn mặt tái nhợt đều có nụ cười rất kỳ dị, đang nhìn chằm chằm vào những người bước vào làng, chúng dường như đang im lặng chào đón những vị khách đến thăm làng. A. À, Tông Phương, người nhút nhát nhất trong nhóm, không chịu nổi ánh mắt đáng sợ đó, hét lên một tiếng, ôm đầu bằng hai tay, ngồi thụp xuống đất, Ninh Thu Thủy thấy vậy, một tay kéo cô dậy. Nếu sợ thì đừng nhìn, đừng ngồi xổm trên mặt đất, gặp nguy hiểm thì không kịp chạy, Tông Phương được Ninh Thu Thủy nắm tay trong lòng hơi yên tâm hơn một chút nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn về phía xa cô run rẩy dữ dội đến nỗi ninh thu thủy cảm thấy nếu không có hắn đỡ cô thậm chí không thể đứng dậy lúc này bạch tiêu tiêu đột nhiên tiến lên đỡ tông phương để tôi cậu cứ yên tâm tìm đường ninh thu thủy gật đầu nhẹ đi theo hướng đôi mắt chỉ tiếp tục dẫn mọi người đi sâu vào ngôi làng kinh hoàng này mẹ kiếp những xác chết này thật kinh khủng may mà chúng không cử động khi mọi người đi sâu vào làng, nỗi sợ hãi của họ dần lắng xuống. Bởi vì họ nhanh chóng nhận ra rằng những người dân làng bị treo trước cửa nhà không còn sống. Họ chỉ là bị giết và cố tình sắp xếp theo cách đó. Mọi người đi được khoảng 10 phút, Ninh Thu Thủy đột nhiên dừng lại trước một tòa nhà nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu. Tòa nhà nhỏ này được xây dựng bằng gạch trộn lẫn với một phần xi măng, mạng nhện dăng thắp nơi, bụi dày đặc phủ kín sàn nhà, dường như không có người ở trong một thời gian dài nơi này không có xác chết treo lơ lửng chính là chỗ này ninh thu thủy nói họ bước tới dưới mái hiên để đảm bảo an toàn ninh thu thủy còn đặc biệt lấy ra huyết ngọc trên người ánh sáng đỏ phát ra từ nó không quá mạnh cũng không quá yếu ninh thu thủy đi một vòng trên huyết ngọc bỗng xuất hiện vết nứt ninh thu thủy không nói gì thêm hắn biết huyết ngọc cũng có giới hạn sử dụng Bạch Tiêu Tiêu đã nói với hắn rằng bất kỳ quỷ khí nào lấy được từ phía sau huyết môn đều có giới hạn sử dụng. Quỷ khí mạnh bình thường không thể sử dụng quá 3 lần. Và một số quỷ khí đặc biệt như huyết ngọc có thể kích hoạt nhiều lần hơn, nhưng cũng không phải là không có giới hạn. Bên trong không có quỷ, nếu không, ánh sáng của huyết ngọc sẽ thay đổi. Giọng Ninh Thu Thủy khá bình tĩnh, nhưng thực ra hắn không chắc chắn lắm. Bởi vì con quỷ tên Nghiễm Tu này thực sự rất đáng sợ, không loại trừ khả năng hắn ta có thể che giấu khí tức của mình. Đi vào cùng nhau, mọi người cẩn thận, Bạch Tiêu Tiêu lên tiếng, đi đầu mở cửa. Kẹt kẹt, tiếng ma sát ghê rợn vang lên, cánh cửa gỗ cũ kỹ được đẩy ra. Trong phòng có một luồng bụi dày đặc, và cả tiếng chuột kêu. Sau khi mọi người bước vào phòng, chúng dường như bị quấy rầy, biến thành một bóng đen và biến mất vào góc tòa nhà nhỏ này lớn hơn nhiều so với những ngôi nhà bình thường của dân làng trong một ngôi làng kỳ vũ nghèo khó như vậy người có thể ở trong một tòa nhà như thế này chắc hẳn có địa vị đặc biệt ở góc bên trái của sảnh chính tầng một có treo một bức ảnh phủ đầy bụi trên đó là một gia đình ba người một người đàn ông một người phụ nữ và một bé gái ninh thu thủy đã nhìn thấy bức ảnh của người đàn ông này trong cuốn sách cổ ở phòng của bà cốt đó là con trai của nguyễn khai hoàng nguyễn hâm Nguyễn Hâm là cha của bà Cốt, cũng là một mắt xích quan trọng trong việc thôn kỳ vũ trở thành như bây giờ. Có vẻ đây là nhà của Nguyễn Hâm. Mọi người tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm thấy một chiếc quan tài trong căn phòng phía nam của sảnh chính tầng 1. Họ nhìn nhau, Bạch Tiêu Tiêu cầm một chiếc lược gỗ, bước lên trước, mở nắp quan tài. Trong quan tài, không có gì bất ngờ nhảy ra như mọi người dự đoán. Chỉ có một bộ xương và một chiếc đầu lâu còn nguyên vẹn, đầu lâu này nhắm chặt hai mắt mặc dù sắc mặt nhợt nhạt nhưng không mang lại cảm giác u ám mà là một cảm giác bình yên khó tả ngoài ra mọi người nhận thấy trên đầu lâu này không có một sợi tóc họ rất phấn khích bạch tiêu tiêu định lấy đầu lâu ra khỏi tay bộ xương trong quan tài nhưng ngay khi cô chạm vào đầu lâu hai bàn tay tái nhợt của bộ xương bất ngờ nắm lấy cổ tay bạch tiêu tiêu mọi người thấy vậy định tiến lên giúp đỡ nhưng nghe bạch tiêu tiêu nói ông đã hủy hoại ngôi làng này khi còn sống chưa đủ sao hãy nhìn xem bên ngoài làng bây giờ là một địa ngục đáng sợ như thế nào ông đã làm sai khi còn sống còn muốn tiếp tục sai lầm sau khi chết sao không biết là do lời chất vấn của bạch tiêu tiêu có tác dụng khiến bộ xương của nguyễn hâm cảm thấy hối hận hay do nó chỉ còn lại một chút chấp niệm không thực sự là một con quỷ độc ác tóm lại sau khi bạch tiêu tiêu nói xong bộ xương này thực sự đã buông tay Mọi người thấy trên cổ tay trắng nõn của Bạch Tiêu Tiêu có hai dấu vân tay đen sì, Bạch tỷ, cô không sao chứ?" Lưu Thừa Phong lo lắng hỏi. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu. "Chúng ta đi nhanh đi, tôi luôn cảm thấy trong làng này không thoải mái." Mọi người gật đầu nhẹ. Không ai cảm thấy thoải mái khi ở trong một ngôi làng mưa máu như thế này. Nhưng khi họ bước ra khỏi nhà, bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Tông Phương, họ thấy Tông Phương, người đi đầu bị mưa máu từ trên trời đổ xuống suối ướt tông phương vội vàng lùi lại dưới mái hiên ông lấy mình ngồi sổng trên mặt đất khóc lớn như thể cô không còn sống được bao lâu nữa ninh thu thủy cảm thấy có gì đó không ổn vội vàng lấy ra đôi mắt mà nữ quỷ gia người đã đưa cho hắn nhưng khi hắn đặt đôi mắt lên lòng bàn tay mọi người mới thấy đôi mắt của nữ quỷ biến thành một vũng nước trong với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường chuyện gì đã xảy ra lưu thừa phong sững sờ họ hoàn toàn dựa vào đôi mắt của nữ quỷ này để có thể tự do di chuyển trong mưa máu bây giờ đôi mắt của nữ quỷ đã biến mất chẳng phải có nghĩa là tất cả bọn họ sẽ bị cơn mưa máu kỳ lạ này làm ướt sũng không ai muốn bị mưa máu kỳ lạ này xối ướt tìm xem trong phòng có ô không đinh thu thủy là người đầu tiên phản ứng hắn đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn hắn không thể nói chính xác điều gì là không ổn nhưng cảm giác này rất tệ như thể có điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra khiến cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức mọi người tìm kiếm trong phòng nhưng không thấy ô mẹ kiếp sao nhà này lại không có ô chứ ôi đây là thôn kỳ vũ nghe tên làng là biết dân làng thích mưa đến mức nào không chuẩn bị ô cũng là điều dễ hiểu người đeo kính cười nhạt với khuôn mặt tái nhật không còn cách nào khác mọi người đành phải lao vào mưa máu họ đều biết trong làng rất nguy hiểm càng kéo dài thêm một phút xác suất tử vong của họ càng cao mưa máu xối xả ngay khi bước vào màn mưa máu đặc quánh này mọi người cảm thấy lạnh thấu xương họ cũng hiểu tại sao tông phương lại phản ứng mạnh như vậy họ không dám chậm trễ một mạch chạy về phía cổng làng bất chấp mưa máu xối xả trên đầu năm người rời khỏi căn phòng đi về phía cổng làng ninh thu thủy dẫn đầu hắn cố gắng không chạy quá nhanh ninh thu thủy biết cơn mưa máu đáng sợ này gây áp lực tâm lý rất lớn cho họ dưới áp lực như vậy nếu người dẫn đầu như anh bỏ chạy sẽ chỉ khiến những người khác thêm hoảng loạn có thể dẫn đến những tình huống hỗn loạn không thể kiểm soát là người dẫn đầu hắn phải kiểm soát tốc độ của mình vừa nhanh chóng vừa không được hoảng loạn không có đôi mắt của nữ quỷ để che chắn mưa máu từ trên trời rơi xuống mọi người không thể không đưa tay lên che mắt cố gắng ngăn dòng máu đặt quánh rơi từ trên trời xuống để có thể nhìn rõ con đường phía trước khi họ chạy đến con đường chính trong làng Lưu Thừa Phong đột nhiên hét lên một tiếng kỳ lạ. A a a, sau tiếng hét kỳ lạ của anh ta, mọi người cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường trong làng. Những xác chết treo trước cửa nhà, đáng lẽ phải quay mặt về phía cổng làng, nhưng giờ đây không biết từ lúc nào đã quay lại, nụ cười trống rỗng trên mặt, nhìn chằm chằm vào năm người giữa đường, cảnh tượng này gần như khiến Tông Phương suy sụp, cô ta hét lên một tiếng thảm thiết, ôm đầu, chạy loạn xạ về một hướng không xác định, mưa máu quá lớn, còn có sương mù mờ ảo che khuất tầm nhìn của mọi người ninh thu thủy chỉ có thể dựa vào trí nhớ để đi về phía cổng làng khi tông phương suy sụp ninh thu thủy đã cố gắng giữ cô lại nhưng không thành công bạch tiêu tiêu không thể giữ tông phương hắn cũng không thể tông phương người đeo kính hét lên định đuổi theo nhưng bị lưu thừa phong nhanh tay ngăn lại bình tĩnh lại chúng ta bây giờ tự lo cho mình còn khó không có khả năng cứu cô ấy đi đến cổng làng trước nhanh lên người đeo kính bị lưu thừa phong giữ lại có chút khó chịu mặc dù trước đây anh ta không quen cô gái tên tông phương nhưng những ngày qua họ lập thành nhóm tông phương đã để lại ấn tượng tốt cho anh ta anh ta rất muốn giữ cô gái nhút nhát nhưng hiểu chuyện này lại đừng để cô chết trong huyết môn này tuy nhiên những điều bất ngờ luôn đến đột ngột họ đã chạy đến gần bình minh nhưng cô gái tông phương lại ngã xuống trong bóng tối phía sau cô không chạy được bao lâu đã vang lên một tiếng hét thảm thiết, mọi người không nhìn rõ cô gặp phải chuyện gì, chỉ nhìn thấy một bóng đen lờ mờ qua màn mưa máu. Họ đều biết, bóng đen đó là nghiễm tu, nhanh lên, ninh thu thủy hét lớn, xác định hướng cổng làng, chạy đi, mọi người theo sát phía sau, họ chạy thuộc mạng, nhưng không thể nào bỏ lại bóng đen đáng sợ phía sau, nghiễm tu dường như không di chuyển, nhưng trong màn mưa máu này, bóng của hắn ta ngày càng đến gần nhóm người, không ổn, lúc này, bạch tiêu tiêu hét lên. Dừng lại, mọi người nghe vậy lập tức dừng lại điều này xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối của họ vào bạch tiêu tiêu có chuyện gì vậy bạch tỷ lưu thừa phong lau máu trên mặt hỏi bạch tiêu tiêu quay lại nhìn chằm chằm bóng đen đang tiến về phía họ ánh mắt hiện lên vẻ tà nhẫn sau một lúc cô nghiến răng nói chạy về phía nó mọi người giật mình nhanh lên bạch tiêu tiêu không giải thích thêm dẫn đầu chạy về phía bóng đen ninh thu thủy và lưu thừa phong nhìn nhau gần như không do dự chạy theo sau bạch tiêu tiêu người đeo kính cũng đi theo họ mặc dù lý trí lúc này mách bảo anh ta rằng hành động của họ là tự sát nhưng niềm tin vào ba người khiến anh ta cũng kiên quyết làm theo cứ như vậy cả nhóm liều mạng chạy về phía bóng đen khi họ càng đến gần bóng đen trái tim của mọi người như nghẹn lại trong cổ họng dường như sắp nhảy ra ngoài họ không biết bạch tiêu tiêu định làm gì hay phát hiện ra điều gì họ chỉ biết rằng một khi bạch tiêu tiêu phán đoán sai tất cả bọn họ sẽ chết khuôn mặt vỡ vụn kinh hoàng của nhiễm tu hiện ra trước mắt mọi người hắn cười khẩy nhìn họ trong mắt lóe lên vẻ oán độc đáng sợ hắn ta đưa tay về phía bạch tiêu tiêu đang chạy đến trước mở miệng rộng như một chậu máu hình ảnh này khiến mọi người nín thở đừng dừng lại đừng quay đầu lại bạch tiêu tiêu hét lên một lần nữa ngay trước khi tiếp xúc với nhiễm tu ngay sau đó cơ thể cô xuyên qua nhiễm tu chạy về phía màn máu phía trước mà không hề hấn gì, thấy vậy, mọi người càng thêm tin tưởng, cũng lao về phía nhiễm tu, tất cả đều xuyên qua cơ thể nhiễm tu mà không hề hấn gì, chạy theo bạch tiêu tiêu. Bóng đen phía sau quay lại, nhìn chầm chầm vào bóng lưng của mọi người với vẻ mặt quán hận, nhưng không hề di chuyển, mẹ kiếp, bạch tỷ chuyện gì đang xảy ra vậy, lưu thừa phong vẫn như cũ, vẫn là một trăm nghìn câu hỏi tại sao. Bạch tiêu tiêu thở hỗn hển trả lời, trong huyết môn, có một quy tắc rất kỳ lạ quy tắc này chỉ áp dụng cho ba cánh cửa đầu tiên đó là quỷ chỉ có thể giết một người trong một khoảng thời gian ngắn mặc dù độ khó của huyết môn này vượt xa cánh cửa thứ hai thông thường nhưng về bản chất nó vẫn là cánh cửa thứ hai phải tuân theo quy tắc này nghe vậy mọi người lập tức hiểu ra tông phương vừa bị nghiễm tu giết chết nên trong thời gian ngắn nghiễm tu không thể ra tay với họ biết rõ không thể làm gì chúng ta hắn ta vẫn vội vàng xuất hiện và đuổi theo chúng ta lời giải thích duy nhất là hắn ta muốn dồn chúng ta về phía này vì vậy đây chắc chắn không phải là lối ra sau khi bạch tiêu tiêu giải thích xong ninh thu thủy nhíu mày nếu tôi nhớ không lầm hướng đó thực sự là hướng ra khỏi làng bạch tiêu tiêu lắc đầu thu thủy cậu rất giỏi nhưng vẫn còn hơi cứng nhắc ngôi làng này là một ngôi làng mở có nhiều đường ra khỏi làng không nhất thiết phải là hướng đó và cậu không để ý sao con đường chúng ta đi lúc nãy không có mưa máu Nhắc đến manh mối quan trọng này, mọi người đều sững sờ, họ cúi đầu nhìn máu đỏ tươi trên người, dường như hiểu ra điều gì đó đây là quán niệm của nghiễm tu. Trước đây chúng ta luôn được bảo vệ bởi đôi mắt của nữ quỷ nên không bị dính mưa máu, bây giờ đôi mắt của nữ quỷ đã bị phá hủy, toàn thân chúng ta đều bị quán niệm của nghiễm tu bao phủ. Trong trường hợp này, chỉ có hai khả năng khi chúng ta ra khỏi làng. Thứ nhất, sau khi rời khỏi mưa máu, chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Thứ hai chúng ta sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi mưa máu lưu thừa phong hiểu ra bạch tỷ ý cô là cơn mưa máu này thực chất là quỷ vực của nghiễm tu bạch tiêu tiêu gật đầu nhẹ có thể hiểu như vậy và tôi đã bí mật dùng một quỷ khí để kiểm tra đó là lý do tại sao tôi có thể ngăn cản các anh kịp thời nghe vậy mọi người rùng mình đặc biệt là ninh thu thủy và lưu thừa phong Họ đã trải nghiệm sâu sắc sự khủng khiếp của huyết môn này, nói một cách khác, nếu không phải Bạch Tiêu Tiêu đi theo họ lần này và dẫn họ qua cánh cửa, rất có thể họ đã chết ở đó, làm thế nào để chúng ta thoát ra?" Người đeo kính thở hổn hển, hỏi câu hỏi hóc búa này. Theo lời cô, dù thế nào chúng ta cũng không thể thoát khỏi cơn mưa máu này, chẳng phải chúng ta sẽ chết sao? Không nghiêm trọng như vậy. Bạch Tiêu Tiêu chỉ vào cơn mưa máu ở phía xa, mọi người cố gắng nhìn kỹ. Mới kinh hoàng phát hiện ra rằng khu vực bị mưa máu bao phủ không chỉ là ngôi làng. Sau khi bà cốt chết, những hạn chế đối với nhiễm tu đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Quán niệm của hắn ta bắt đầu lan rộng. Bất cứ nơi nào hắn ta đi qua đều sẽ bắt đầu mưa máu. Chúng ta chỉ cần đi theo con đường còn lại đến ngôi đền trên núi là được. Lưu thừa phong tò mò hỏi, nhưng chúng ta không đi tìm thi thể của nhà sư Từ Bi. Sao? Chỉ có cái đầu thì không làm được gì đâu. Bạch tiêu tiêu lắc đầu. Thi thể đã được tìm thấy, cứ đi theo tôi, quy tắc của huyết môn hạn chế thời gian của nghiễm tu không lâu đâu, chúng ta phải nhanh lên. Mọi người gật đầu nhẹ, đi theo Bạch Tiêu Tiêu, men theo con đường mà nghiễm tu đã đi qua, hướng về phía ngôi đền trên núi phía sau làng, họ đi rất nhanh. Dù sao, không ai biết quy tắc của huyết môn hạn chế quỷ có thể giúp họ kéo dài thời gian bao lâu. Lúc này, nghiễm tu ẩn nấp trong mưa máu, giống như một lưỡi dao treo trên đầu họ, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào khi họ đến chân núi một lần nữa, máu chảy xuống từ các bậc thang đá đã biến thành một dòng suối nhỏ, mọi người bước lên, không cẩn thận sẽ bị ngã. Nhanh lên, họ loạn choạng đi lên, khi đến sườn núi, Ninh Thu Thủy nhìn xuống núi, tim thắt lại, nhiễm tu đuổi theo kịp rồi, hắn hét lên, mọi người nghe thấy và nhìn lại, thấy bóng đen đó đang đứng dưới chân núi, lạnh lùng nhìn lên họ, chỉ cần nhìn một chút, mọi người đã cảm thấy lạnh sống lưng, ngay sau đó, bóng đen đột nhiên xuất hiện trên bục đá thứ hai của bậc thang, chỉ trong vòng 2 giây, đừng nhìn, đi nhanh lên. Bạch tiêu tiêu hét lên, nghiến răng, dẫn mọi người chạy lên đỉnh núi, đến ngôi đền gần như ngập trong máu, bạch tỷ, thi thể đâu. Lưu thừa phong nhìn nhiễm tu không biết từ lúc nào đã chặn cửa ra vào, hét lên trong hoảng sợ, nhưng lúc này, bạch tiêu tiêu không hề sợ hãi, ngược lại, cô dường như thở vào nhẹ nhõm, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Cơ thể của nhà sư, không phải vẫn luôn đi theo chúng ta sao, Ba người nghe vậy giật mình. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của hai người, cô đưa chiếc đầu trong ngực vào tay người đeo kính, anh không phải vẫn luôn tìm đầu của mình sao? Bây giờ, chúng tôi đã giúp anh tìm thấy nó. Người đeo kính cúi xuống, nhìn chiếc đầu lâu trong ngực mình một lúc lâu, ánh mắt mơ hồ dần trở nên sáng tỏ. Tôi nhớ ra rồi, anh ta cười. Cảm ơn mọi người. Sau khi nói xong, cơ thể của người đeo kính trước mặt ba người đột nhiên trở nên mờ ảo. Khi anh ta hồi phục lại, đã trở thành một cơ thể nhà sư không đầu. Ba người đều không xa lạ gì với nhà sư này. Bởi vì chỉ vài ngày trước, họ đã tận mắt chứng kiến nhà sư này vớt những chiếc đầu người từ dưới giếng. Tuy nhiên, cả Ninh Thu Thủy và Lưu Thừa Phong đều không ngờ rằng nhà sư này lại trở thành một thành viên của họ, ẩn náu giữa họ. Lưu Thừa Phong há hốc mồm, nhìn nhà sư trước mặt, cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời. Nhà sư từ từ đặt đầu lâu lên cổ mình, sau khi vặn vài lần, đầu lâu dường như đã được cố định. Nhà sư chấp tay trước ngực, nhìn ba người trước mặt với vẻ mặt bình thản, cúi đầu chào họ. Cảm ơn các vị thí chủ đã giúp Tiểu Tăng tìm lại đầu lâu. Chuyện tiếp theo, hãy để Tiểu Tăng lo liệu. Nói xong, nhà sư quay lại, từng bước đi về phía nhiễm tu ở cửa ra vào. Nhiễm tu, toàn thân tỏa ra oán khí đáng sợ, khi nhìn thấy nhà sư, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Nhà sư đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn lên trán Nhiễm Tu. Quan có đầu, nợ có chủ, Nhiễm thí chủ, người đáng giết thì ông đã giết, người không nên giết ông cũng đã giết, đến bây giờ vẫn chưa buông bỏ được mối hận thù này sao? Ánh mắt Nhiễm Tu không còn hỗn loạn như trước, tỉnh táo hơn nhiều, nhưng vẫn còn rất tức giận, hắn ta đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay nhà sư, tuy nhiên, nhà sư dường như được kinh Phật bảo vệ, không hề sợ hãi Nhiễm Tu, hai con quỷ cứ thế dằn co. Đúng lúc này, Ninh Thu Thủy đột nhiên lên tiếng, nhiễm Tu, Ngươi còn nhớ khi chúng ta vào làng, lúc đó tất cả chúng ta đều không bị dính mưa máu không? Biết tại sao không? Bởi vì lúc đó chúng tôi mang theo đôi mắt của vợ ngươi, Chu Nam Ngọc. Nhiễm tu nghe vậy khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy oán hận nhìn trầm trầm ninh thu thủy, nhưng hắn không dừng lại, tiếp tục nói đầu lâu của nhà sư này là do vợ ngươi, Chu Nam Ngọc, giúp chúng tôi tìm thấy. Không phải chúng tôi muốn ngươi buông bỏ mối hận thù này, mà là vợ ngươi, Chu Nam Ngọc, không muốn thấy ngươi tiếp tục bị dày vò bởi mối hận thù này. Cô ấy mệt mỏi rồi, nên cô ấy cảm thấy, ngươi cũng nên mệt mỏi rồi. Nghe những lời này của Ninh thu thủy, Nhiễm Tu đột nhiên ôm đầu, hét lên một tiếng thảm thiết A. À. Nhưng ngay lúc này, một người phụ nữ mặc áo đỏ xuất hiện trong màn mưa lớn phía xa của ngôi đền. Cô bay lơ lửng trên không trung, ôm đứa trẻ chỉ còn một nửa cơ thể, bị thiêu cháy đen. Hai mẹ con quỷ cứ thế đứng trong mưa máu, lặng lẽ nhìn Nhiễm Tu. Nhà sư đưa tay ra nhiễm tu từ từ quay đầu lại hắn nhìn chầm chầm vào cơn mưa máu một lúc lâu cho đến khi cơn mưa máu đỏ tươi cuối cùng rút đi biến thành một cơn mưa thật sự từ miệng Nhiễm tu bỗng nhiên phát ra giọng nói thất vọng của một người đàn ông trung niên cơn mưa của chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi nhà sư chắp tay trước ngực niệm một câu Phật hiệu Đúng vậy nhưng có lẽ vợ và con của ngươi cũng đã chờ ngươi rất lâu rồi nhiễm tu thở dài đứng dậy quay lưng rời khỏi ngôi đền Hắn từng bước đi về phía vợ con, ôm lấy họ. Sau đó, cả ba con quỷ biến mất trong cơn mưa, nhìn thấy cảnh này, ba người trong đền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Họ đã sống sót. Đại sư, cảm ơn ngài. Họ chân thành cảm ơn nhà sư trước mặt. Nếu không có nhà sư này, họ chắc chắn đã chết hôm nay, nhà sư lắc đầu, mỉm cười, nếu tôi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục, tâm nguyện ở đây đã được hoàn thành không còn oán niệm quẩn quanh, tôi cũng nên rời đi. Sau khi nói xong, đầu lâu trên cổ nhà sư rơi xuống đất, ngay sau đó, cả đầu và cơ thể nhà sư đều mục nát với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng biến thành bùn đất. Gió thổi từ bên ngoài vào. Rất mát mẻ. Ninh Thu Thủy đã lấy lại tinh thần, kéo cơ thể mệt mỏi của mình ra khỏi ngôi đền, ngẩng đầu lên, trước tiên rửa mặt bằng nước mưa, sau đó, từng ngụm từng ngụm uống cơn mưa mát lành này, không có oán linh quấy nhiễu, ba người trở về nhà khách dưới một cơn mưa mát lạnh. Năm ngày trôi qua, ba người cảm thấy như đã trải qua cả một đời. Họ nhớ mang máng rằng khi đến, có 11 người bạn đồng hành đứng trên khoảng đất trống bên ngoài nhà khách. Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, chỉ còn lại ba người họ ở đây, còn những người khác bước vào từ bên ngoài huyết môn, tất cả đều đã chết trong ngôi làng này, cảm giác trống trải và tĩnh lặng này khiến cả ba có chút khó thích nghi hai lưu thừa phong thở dài ánh mắt phức tạp trong lòng anh ta có một chút tội lỗi bởi vì lưu thừa phong cảm thấy những người này bước vào huyết môn này có liên quan đến họ chỉ trách họ không may mắn đừng nghĩ nhiều quá dường như đoán được lưu thừa phong đang nghĩ gì bạch tiêu tiêu lên tiếng an ủi lưu thừa phong gật đầu nhẹ đúng rồi bạch tỷ làm sao cô biết người đeo kính chính là nhà sư bạch tiêu tiêu nhún vai anh còn nhớ ngày đầu tiên đến đây anh đã gặp gì không lưu thừa phong nhớ lại một chút đã khá lâu rồi dù sao họ đã trải qua rất nhiều chuyện những chi tiết nhỏ này rất dễ bị bỏ qua sau một hồi nhớ lại lưu thừa phong nhớ ra rằng khi anh ta vừa bước vào huyết môn này anh ta đã ở dưới chân núi phía sau lúc đó anh ta tận mắt nhìn thấy một người không đầu lẫn trong đám đông lưu thừa phong bừng tỉnh ba người chúng ta chắc chắn không phải là từ bi, mà, Từ bi, thực sự là người đã chết, không thể chết thêm lần nữa, vì vậy những người đã chết không thể là Từ bi. Câu trả lời đã rõ ràng. Nói đến đây, Bạch Tiêu tiêu thở dài. Đáng tiếc cô gái đó không chịu được áp lực, lúc đó cô ấy chỉ còn một chút nữa là có thể rời khỏi cánh cửa này, Ninh Thu Thủy và Lưu Thừa Phong không trả lời. Tất nhiên, họ cũng cảm thấy tiếc cho cô gái tên Tông Phương. Một người cố gắng sinh tồn tìm kiếm manh mối sinh lộ không kéo chân đồng đội tưởng chừng như sắp thành công rời khỏi huyết môn lại thất bại ngay bước cuối cùng chuyện này cũng nhắc nhở hai người về sự tàn khốc của thế giới phía sau huyết môn hai ngày sau ngoài việc ăn uống tương đối ít họ nghỉ ngơi rất thoải mái cảm giác được an toàn tuyệt đối trong thế giới quỷ quái này thậm chí còn khiến người ta có chút phấn khích trong thời gian đó lưu thừa phong thậm chí còn chủ động chạy vào làng đầy xác chết để tìm thức ăn tất nhiên ngoài vài củ khoai tây thối anh ta không tìm thấy gì vào nửa đêm ngày thứ bảy trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm lúc này một chiếc xe buýt cũ kỹ không biết từ đâu xuất hiện trước nhà khách của họ ba người đang ngủ trong phòng tiếp tân cảnh giác họ mặc quần áo mang theo đồ đạc ra ngoài và lên xe buýt ngay lập tức xung quanh nơi này đã xuất hiện sương mù dày đặc sau khi xe buýt từ từ lái vào màn sương mù dày đặc sương mù trong làng nhanh chóng tan đi nhưng chiếc xe buýt cũ kỹ đã biến mất từ lâu như thể chưa từng đến đây xe buýt dừng ở cổng quỷ xá ba người vừa xuống xe đã nhìn thấy một khuôn mặt thiếu niên tươi cười đáng yêu đó là điền huân nhìn thấy ba người trở về an toàn mạnh quân dựa vào cổng quỷ xá quay người vào phòng không ngoảnh lại còn trên mặt điền huân tràn đầy phấn khích tuyệt vời không ngờ các người có thể thực sự trở về cậu ta có chút kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Trông trắng trẻo mũm mĩm rất đáng yêu điền huân tiến lên ôm bạch tiêu tiêu ninh thu thủy đứng bên cạnh tò mò hỏi điền huân các cậu làm sao biết chúng tôi đã trở lại điền huân nhún vai thời gian trôi qua trong thế giới phía sau huyết môn và thế giới sương mù không giống nhau bất kể các anh ở lại đó bao lâu cũng sẽ trở lại quỷ xá vào lúc 12 giờ đêm khi bước vào huyết môn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là các anh có thể trở về an toàn. Ninh Thu Thủy bừng tỉnh. Trở lại biệt thự tối tăm này, Ninh Thu Thủy và Lưu Thừa Phong cảm thấy một sự ấm áp đã lâu. Lương Ngôn mặt vét, vẫn đang sưởi ấm bên lò than. "Thật hiếm thấy," ông ta nói. "Là người mới, các cậu lại có thể sống sót trong huyết môn khó khăn như vậy." Ánh mắt Lương Ngôn chứa đựng sự khen ngợi. Còn Điền Huân đang bóc chuối, biểu môi lầm bầm, chẳng phải nhờ bạch tỷ của tôi vào dẫn dắt họ sao? một người có thể tạo ra một thế giới linh hồn vượt qua cả trói buộc thật đáng sợ khi nghĩ về điều đó bạch tiêu tiêu lắc đầu đừng nói vậy tôi cũng suýt chết ở đó may mà hai người họ đã liều mạng cứu tôi nếu không bây giờ tôi đã không thể trở về nghe những lời này sắc mặt của những người trong phòng lập tức thay đổi thế giới huyết môn đó nguy hiểm như vậy sao bạch tiêu tiêu gật đầu nhẹ đúng vậy điều nguy hiểm nhất không thực sự đến từ những hồn ma ở đó mà là thế giới này không chỉ có quỷ muốn giết người con người cũng muốn giết người cô ấy kể chi tiết cho mọi người nghe về những gì cô ấy đã trải qua trong thế giới huyết môn mọi người đều kinh hãi đặc biệt là khi bạch tiêu tiêu một mình đối đầu với bà cốt vào đêm khuya khiến những người nghe đều đổ mồ hôi lạnh điền huân đang chuẩn bị ăn chuối mở to mắt há hốc mồm chìm đắm trong câu chuyện của bạch tiêu tiêu quên cả ăn quả chuối đã bóc vỏ trong tay cho đến khi bạch tiêu tiêu kể xong cậu ta mới nuốt nước bọt nhìn ninh thu thủy và lưu thừa phong với ánh mắt kinh ngạc thiếu niên nhận ra rằng hai người mà cậu luôn coi thường hóa ra lại khá mạnh mẽ đặc biệt là ninh thu thủy trong câu chuyện của bạch tiêu tiêu anh ta thực sự rất can đảm và thận trọng một người như vậy ngay cả trong số những người đã ra vào huyết môn nhiều lần cũng là một sự tồn tại đỉnh cao chết tiệt thu thủy anh thật tuyệt vời anh đã làm gì trước đây cảnh sát sát thủ nhìn thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình đinh thu thủy nhún vai bác sĩ thú y hắn nói vậy tất nhiên mọi người có tin hay không là tùy họ tốt rồi trở về là tốt sau khi trò chuyện một lúc lương ngôn đứng dậy dường như chuẩn bị đi nghỉ ngơi một tuần sau cánh huyết môn thứ ba của các người sẽ mở ra độ khó của cánh cửa này sẽ thấp hơn nhiều so với cánh cửa thứ hai nhưng vẫn không thể xem thường Tôi biết rất nhiều ví dụ về những người đã thất bại ở ba cánh cửa đầu tiên, vì vậy các người phải cảnh giác ngay cả khi thư giãn, chỉ cần vượt qua ba cánh cửa này, các người sẽ có 6 tháng để hiểu đầy đủ về thế giới sương mù và huyết môn, đồng thời chuẩn bị cho cánh cửa thứ tư, khi đó, sẽ có nhiều thời gian hơn. Ninh Thu Thủy và Lưu Thừa Phong gật đầu nhẹ, ra hiệu rằng họ hiểu, và âm thầm thở vào nhẹ nhõm. À phải rồi, Lương Ngôn đang định lên lầu, đột nhiên gọi Bạch Tiêu Tiêu lại cô ấy đang nhìn chằm chằm vào lò than ngẩng đầu lên có chuyện gì vậy ngôn thúc lương ngôn trả lời ngày kia có một nhiệm vụ rất đặc biệt con đi cùng chú vào huyết môn bạch tiêu tiêu nhẹ gật đầu ngầm hiểu không nói thêm gì cứ như vậy đám người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi mà ninh thu thủy rửa mặt xong sau đang muốn chuẩn bị lên giường đi ngủ lại cảm giác mình trong quần của mình có đồ vật gì hắn đưa tay vào sờ sờ, vậy mà lấy ra một quyển sách, Ninh Thu Thủy nhớ rằng cuốn sách này được tìm thấy trong một hốc tối dưới gầm giường của bà Cốt, nếu không thể mang đồ vật bình thường ra khỏi huyết môn, chẳng phải có nghĩa là cuốn sách này là một món đồ quỷ khí, mắt hắn sáng lên. Trong lần huyết môn trước, Ninh Thu Thủy đã trải nghiệm sâu sắc sức mạnh của quỷ khí. Một người có quỷ khí và một người không có quỷ khí có tỷ lệ sống sót hoàn toàn khác nhau sau huyết môn, nếu ba người ninh thu thủy không có quỷ khí bên mình trong lần huyết môn trước họ không biết đã chết bao nhiêu lần huyết môn tiếp theo của họ sẽ mở ra sau một tuần nếu ninh thu thủy có thêm một món đồ quỷ khí tỷ lệ sống sót của hắn sẽ rất cao sau khi lật xem một lúc ninh thu thủy cất cuốn sách đi hắn không biết cuốn sách này có tác dụng gì chỉ có thể thử lại sau một đêm trôi qua sáng hôm sau lưu thừa phong dậy sớm làm bữa sáng cho mọi người phải nói rằng kỹ năng nấu nướng của anh ta rất tốt, với nguyên liệu đầy đủ, chỉ một bát súp khoai tây và cháo thịt băm đã chinh phục được dạ dày của Điền Huân. Thiếu niên này ăn đến ba bát lớn, sau đó ở một cái, nằm dài trên ghế sofa, xoa cái bụng tròn trịa của mình, thoải mái nheo mắt. Trâu quay nón, tay nghề của anh thật tuyệt vời, đầu bếp mấy sao vậy, có làm việc ở Michelin không? Lưu Thừa Phong vừa ăn cháo vừa ngáp, cười nói, tôi á, không phải đầu bếp đâu chỉ có các cậu mới được hưởng cái phút này thôi nếu ở bên ngoài tôi chẳng có thời gian nấu nướng điền huân nghe vậy nghiêng đầu vậy râu quai nón anh làm gì ở ngoài lưu thừa phong tỏ vẻ như một cao nhân đắc đạo xem bói nghe những lời này mọi người đều có vẻ mặt kỳ lạ điền huân thì nhịn cười một lúc lâu rồi ôm bụng cười phá lên ha ha lưu thừa phong không hiểu anh ta nhìn người duy nhất đang bình tĩnh ăn cơm và hỏi có chuyện gì vậy Tôi không giống thầy bói sao?" Ninh Thu Thủy nhướng mắt, mỉm cười. Tôi nghĩ họ đang cười vì thời buổi này mà vẫn còn có người đi lừa đảo. Điền Huân phụ họa, "Đúng vậy, trâu quai nón, thời đại nào rồi mà còn làm thầy bói?" Lưu Thừa Phong trừng mắt nhìn cậu ta. "Đi đi đi, đi chỗ khác chơi, trẻ con biết gì, thầy bói gì chứ, nghe khó nghe chết đi được, tôi đây gọi là người truyền thừa văn hóa." Điền Huân cười đắc ý, "Có lẽ vì cảm thấy hai người sẽ không chết sớm như vậy." cậu ta đã thay đổi thái độ lạnh nhạt trước đây trở nên hoạt bát hơn rất nhiều trâu quai nón tôi hỏi anh một tháng làm thầy bói anh kiếm được bao nhiêu tiền lưu thừa phong suy nghĩ một chút bình thường một tháng được một hai nghìn ít thì vài trăm nghe vậy điền huân lại không nhịn được cười không phải chứ trâu quai nón với tay nghề của anh nếu anh làm đầu bếp một tháng ít nhất cũng kiếm được vài chục nghìn chứ tại sao lại đi làm thầy bói lưu thừa phong lắc đầu lần này anh ta không phản bác điền huân chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng có lẽ vì xem bói tự do hơn lý do này mọi người đương nhiên không tin nhưng lưu thừa phong không nói gì thêm họ cũng không hỏi thêm đây là sự tôn trọng cơ bản khi đối xử với người khác hầu như ai cũng có bí mật của riêng mình nếu là bí mật đương nhiên không thể dễ dàng chia sẻ với người khác tuy nhiên nên thu thủy lại có chút chú ý đến lưu thừa phong điền huân nói đúng với tay nghề của lưu thừa phong chỉ cần mở một quán ăn nhỏ chịu khó vượt qua một hai tháng đầu khó khăn sau đó có thể dễ dàng kiếm được vài chục nghìn mỗi tháng đây không phải là phóng đại cũng không phải là nói đùa lưu thừa phong thực sự có khả năng đó nhưng anh ta lại từ bỏ số tiền lớn như vậy để làm một thầy bói nghèo động cơ thực sự khiến người ta phải suy nghĩ sau khi ăn sáng xong, Lương Ngôn đã rời đi sớm. Ông ta dường như luôn bận rộn. Ninh Thu Thủy nhìn bóng lưng Lương Ngôn rời đi, tò mò hỏi Điền Huân đang chơi rubik trên ghế sofa. Điền Huân, Ngôn Thúc thường bận gì vậy? Điền Huân trả lời mà không ngẩng đầu lên, tìm mảnh ghép hình. Ninh Thu Thủy ngẩng người, rồi nghe Điền Huân nói tiếp, Ngôn Thúc rất giỏi, quỷ xá chúng ta có tổng cộng 6 mảnh ghép hình, một nửa trong số đó là do chú ấy tìm thấy, giọng nói của điền huân chứa đầy sự ngưỡng mộ và biết ơn ninh thu thủy suy nghĩ một chút ngôn thúc đã đến huyết môn thứ bảy rồi sao điền huân lắc đầu trong mắt lại hiện lên sự ngưỡng mộ sâu sắc cánh thứ chín ninh thu thủy sững sờ cánh thứ chín điền huân gật đầu ngôn thúc còn nửa năm nữa là bước vào cánh cửa thứ chín sau khi xem lời nhắc về cánh cửa thứ chín của mình chú ấy cho rằng mình chắc chắn sẽ chết trong cánh cửa này vì vậy chú ấy đã điên cuồng nhận nhiệm vụ, muốn thu thập các mảnh ghép hình trước thời hạn nên Thu Thủy hiểu ra. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Im lặng hồi lâu, Điền Huân đột nhiên nói với giọng trầm thấp, anh không hiểu đâu, mặc dù Ngôn Thúc không nói ra, nhưng thực ra chúng tôi đều biết, chú ấy lo lắng cho chúng tôi. Ngôn Thúc chưa bao giờ sợ chết, cũng không có ý định bỏ qua cánh cửa thứ chín của mình. Những mảnh ghép hình đó là chú ấy kiếm cho chúng tôi nhưng mọi người đều biết trong lòng rằng, việc thu thập các mảnh ghép hình có lẽ chỉ là một hy vọng, xét cho cùng, chúng tôi chỉ nghe nói về những tiền bối đã từng thu thập các mảnh ghép hình, nhưng thực tế không ai từng nhìn thấy quỷ xá nào có mảnh ghép hình hoàn chỉnh. Ninh Thu Thủy ngẩng đầu lên, nhìn bức tranh ghép hình trên tường một cách nghiêm túc, hỏi bân quơ, thu thập nó khó lắm sao? Điền Huân thở dài, giới thiệu cho Ninh Thu Thủy một quy tắc mới về ghép hình rất khó, bởi vì luôn có người chết. Nếu anh thu thập được hai mảnh ghép hình, nhưng anh chết, thì hai mảnh ghép hình thuộc về anh trong quỷ xá sẽ biến mất, những người khác cần thu thập lại. Và mảnh ghép hình liều mạng được tạo ra từ cánh cửa thứ tư đến cánh cửa thứ sáu, tỷ lệ khoảng một phần mười. Nhưng đó chỉ là tỷ lệ tạo ra, trên thực tế, sau khi được tạo ra, người vượt qua cánh cửa đó chưa chắc đã có thể lấy được. Anh có thể tưởng tượng, trong một huyết môn độ khó cao, anh không chỉ phải đề phòng quỷ, cố gắng sống sót, hoàn thành nhiệm vụ do huyết môn giao mà còn phải đề phòng những người cùng vào huyết môn điền huân không nói tiếp nhưng ninh thu thủy đã có thể hình dung qua lời mô tả của cậu ta trực tiếp cảm nhận được độ khó của việc thu thập mảnh ghép hình sói nhiều thịt ít đằng sau mỗi mảnh ghép hình chắc chắn sẽ có một cuộc đấu tranh khốc liệt ninh thu thủy im lặng một lúc đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây khẽ hỏi bạn của ngôn thúc cũng chết vì mảnh ghép hình sao nhắc đến mang thúc điền huân lắc đầu không biết họ không nói với tôi có lẽ họ cảm thấy tôi còn nhỏ không muốn để tôi tham gia vào cuộc đấu tranh của họ ninh thu thủy tỏ vẻ đã hiểu hắn đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu điền huân tôi không ăn trưa ở đây còn có việc bên ngoài tôi đi về trước nói với mọi người giúp tôi một tiếng điền huân lên tiếng được sau khi chào tạm biệt ninh thu thủy đi ra cửa biệt thự ngồi xe buýt rời đi thế giới trong sương mù nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha